Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 26 tháng 5, nơi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Và vào chiều qua, toàn đội đã hội quân trở lại tại Hà Nội để hướng đến trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Ngoại trừ Nguyễn Hằng Đức, Nguyễn Tiến Linh và Đặng Văn Lâm tập trung muộn, đa số tuyển thủ có tên trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam lần này đều có mặt hội quân đúng lịch vào tối ngày 25 tháng 5. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có 2 buổi tập luyện tại Hà Nội vào ngày 26-27 tháng 5. Đến ngày 28 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và có thêm khoảng 2 buổi tập nữa làm quen sân Thống Nhất trước khi có trận đấu giao hữu với tuyển Afghanistan. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau khi giành được huy chương vàng SEA Games 31. Chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức kết thúc công việc ở đội U23 để tập trung cho đội tuyển Việt Nam. Danh sách tập trung tuyển thủ Việt Nam lần này có 23 tuyển thủ. Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường không có mặt, đổi lại là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Sau trận gặp Afghanistan vào ngày 1 tháng 6, huấn luyện viên Park sẽ về Hàn Quốc để nghỉ phép và thăm gia đình. Ngay trước thềm mùa giải Futsal vô địch quốc gia năm nay, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc đã gây bất ngờ khi công bố danh tính vị thuyền trưởng mới. Ông Victor Acosta, một nhà cầm quân sinh ra tại Brazil, đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt đại diện phía Bắc trong 2 năm. Đây là bước đi táo bạo hướng đến mục tiêu dài hơi của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc trong những năm tới đây. Với một bản lý lịch hoành tráng, huấn luyện viên Victor Acosta, người từng vô địch Futsal châu Á, sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Thái Sơn Bắc trong 2 mùa giải tới. Trong quá khứ, ông từng vô địch cúp các câu lạc bộ châu Á cùng Nagoya Oceans năm 2014, 3 chiếc vô địch cúp quốc nội Nhật Bản ở giai đoạn 2013 đến 2016 và vô địch cúp quốc gia Croatia cùng câu lạc bộ Futsal Split Tomi. Ở tuổi 56, huấn luyện viên người Catalan đã từng có kinh nghiệm làm việc ở những giải Futsal vô địch quốc gia hàng đầu thế giới là giải Futsal vô địch Tây Ban Nha, giải vô địch Futsal Nhật Bản hay các giải vô địch Futsal Croatia, Romania. Chia sẻ sau khi chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác cùng đại diện Việt Nam, huấn luyện viên Victor Acosta cho biết ông rất tự hào khi được trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Ông coi đây là một đặc ân và sẽ cố gắng đền đáp bằng cách làm việc thật chăm chỉ cũng như dùng những kinh nghiệm mà bản thân có được để giúp đội bóng phát triển hơn. SEA Games 31 vừa khép lại thành công đã thổi bùng bầu không khí thể thao trên khắp cả nước. Với thể thao phong trào, các giải đấu trên khắp cả nước đang dần trở lại sau hơn một năm dịch bệnh hoành hành. Sân chơi bóng đá 7 người SPL cũng đang rục rịch trở lại, bắt đầu với vòng playoff vào đầu tháng tới. Các đội bóng tại thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong chờ ngày được thi đấu tại giải. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên FPT Play về quá trình chuẩn bị của các đội bóng cho sân chơi này. Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc khu vực phía Nam SPL sắp sửa trở lại vào đầu tháng 6 này. Vòng đấu playoff sẽ đánh dấu bước khởi đầu trong mùa giải thứ tư sau một năm hoãn lại vì Covid-19. 8 đội bóng tranh tài để tìm ra chủ nhân của 2 tấm vé lên chơi ở giải đấu danh giá nhất của sân chơi 7 người thành phố mang tên Bác. Nhận được thông tin về giải, các đội bóng đã đăng ký với ban tổ chức, giao diết chuẩn bị và khao khát tranh tài. Hào hứng nhất là các đội bóng tân binh mới dự playoff bởi khát khao lên hạng và nhất là được thử sức ở một sân chơi lớn sau một thời gian dài không thể được tham dự. Cái sân chơi SPL là quá tuyệt vời. Về từ cách chuẩn khâu chuẩn bị cho đến điều lệ hay là cái con người chuẩn bị cho một cái giải đấu rất là hay. Và khi mà vừa hết dịch Covid thì nghe cái thông tin là mình có một cái giải SPL S4 năm nay thì anh cảm thấy anh rất là vui mừng. Và anh quyết tâm, nói chung là cùng với các cầu thủ trong đội quyết tâm để mình có thể được chơi và được ra sân với một cái giải đấu lớn như vậy. Lamilen là đội bóng thành lập cách đây 6 năm. Tuy nhiên vòng playoff SPL S4 mới là giải đấu quy mô đầu tiên mà đội tham dự. Với chủ tịch Tô Lâm, từ một người đam mê bóng đá phong trào, ông đã quyết tâm dấn thân vào một sân chơi mới đầy khốc liệt. Trong tay ông bầu này là dàn cầu thủ đã tương đối quen mặt ở mặt sân 7 phía Nam như Tuấn Cô, Công Toản, Long Tín hay Văn Tín. Với sự trợ giúp của đội ngũ ban huấn luyện, Lamilen đã tập hợp lực lượng và có sự chuẩn bị cho vòng playoff SPL từ khá sớm để phục vụ cho tham vọng của mình. Tôi thấy là có 8 đội tham gia và gần như các đội đều rất là mạnh và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Mục tiêu của anh là anh muốn luôn, đó là vượt qua vòng playoff. Đứng nhất hoặc đứng nhì cũng được, nhưng mà sẽ cố gắng vượt qua vòng playoff. Bởi vì đó là cái khao khát của anh luôn. Lamilen đã có bước chạy đà hoàn hảo cho vòng playoff SPL S4 với chiến thắng trong các trận giao hữu trước Nghiêm Phạm Holdings, Đa Tín Minions và mới nhất là vượt qua đối thủ cũng sẽ xuất hiện ở vòng đấu loại Thủ Đức Thunder với tỷ số 6-4. Với sự chuẩn bị kỹ càng, đội bóng của chủ tịch Tô Lâm hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác tại vòng playoff SPL S4. Tại loạt đấu này, 8 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Muốn giành được quyền lên hạng, Lamilen sẽ phải đứng 2 vị trí dẫn đầu bảng và vượt qua trận bán kết để chính thức xuất hiện tại sân khấu SPL S4.
Vòng đấu playoff SPL S4 dự kiến sẽ được khởi tranh vào ngày 4 tháng 6 tới đây tại sân Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở phần cuối bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Và đây cũng thay cho lời chào kết của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Gong Okyun đã tiến hành buổi tập của đội bắt đầu từ 19 giờ theo giờ địa phương. Thời tiết tại UAE là khá mát mẻ, điều kiện sân bãi lý tưởng. Tân huấn luyện viên trưởng cũng tạo ra cho học trò bầu không khí thoải mái bằng việc cho phép các cầu thủ tự do nghỉ ngơi, lấy lại thể trạng sau hành trình dài, cũng như khuyến khích các cầu thủ mang theo loa Bluetooth để bật nhạc sôi động. Do lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam có một nửa quân số là các cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31, nên huấn luyện viên Gong Okyun đã chia buổi tập làm hai phần. Nhóm cầu thủ trở về từ SEA Games 31 theo những giáo án để làm quen với cách vận hành sơ đồ chiến thuật của ông thầy mới. Nhờ kinh nghiệm thực chiến nhiều, nhóm cầu thủ này tỏ ra thích nghi khá nhanh với giáo án. Các cầu thủ còn lại tiếp tục ôn luyện các bài di chuyển chiến thuật và phối hợp nhóm. Lối chơi mà tân huấn luyện viên trưởng Gong Okyun đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng triển khai bóng rất nhanh và liên tục di chuyển với tốc độ cao. Bên cạnh việc thị phạm cho cao trò, ông cũng yêu cầu các trợ lý phối hợp đốc thúc toàn đội nỗ lực cao nhất để hoàn thành các yêu cầu đã đặt ra. Nhìn chung, buổi tập đầu tiên trên đất UAE của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra khá suôn sẻ. Những bộ óc thiên tài, những con người làm nên sự kỳ vĩ của bóng đá châu Âu. Họ gặp nhau ở kinh đô ánh sáng để viết tiếp những câu chuyện sẽ đi vào lịch sử. Chung kết UEFA Champions League 2021-2022, Liverpool, Real Madrid, 2 giờ ngày 29 tháng 5, trực tiếp, duy nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.